Xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh Duy, kỹ thuật của kênh YouTube Bạch Ngọc Sách Channel. Thì hôm nay mình làm một video hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản nhấp vào diễn đàn. Thì bạn thấy đăng ký không? Mình sẽ nhấp vào đăng ký. Bạn hình như có sử dụng Facebook thì mình thử bằng Facebook ha. Tức là Facebook nó đang ở chế độ phát triển và chưa được cấp quyền. Rồi, đó là không dùng được đăng ký Facebook. Thì mình sẽ nghĩ ra một cái tên. Cái tên của bạn đăng ký này, nó vừa là tên đăng nhập, vừa là tên để bạn sinh hoạt tại diễn đàn. Nên khi bạn đăng ký, bạn suy nghĩ kỹ nha. Ví dụ như mình đi, Khánh Duy. Mai01.onison. Đúng không? Đúng rồi, a.gmail.com. Mật khẩu. Rồi ấn unblock robots, rồi ấn ivory, tích vào cái, rồi ấn phím đăng ký. Rồi trình duyệt của bạn sẽ hỏi bạn có no hay không, thì theo mình cứ ấn đi ha. Rồi các bạn vào đây, rồi sau đấy các bạn phải tạo một topic. Đăng. Xin chào mọi người, mình là thành viên mới, tạo một cái chủ đề á. Mình phải tạo một cái chủ đề mới. Xin chào mọi người, mình là thành viên mới. Hoặc gì đấy, tùy theo các bạn thôi, như mình thì gõ bình thường vậy. Chứ các bạn vào các bạn phải gõ và các bạn phải đăng ký một cái chủ đề ở chỗ mục giao lưu cùng thành viên mới nha. Các bạn phải đăng ký nha. Các bạn phải đăng ký xong cái chủ đề này. Rồi sau đó bạn đăng cái chủ đề này lên. Sau 20 phút cái tài khoản của bạn mới được hệ thống của Bạch Ngọc Sách nó xét duyệt làm thành viên chính thức. Các bạn mới có thể đi giao lưu cùng mọi người. Đó, thì khi mình đăng xong là mọi người đã vào trả lời. Đây là sau 20 phút thì bây giờ là mình đã, tài khoản của mình đã được cấp quyền. Thì mình có thể vào mọi chỗ để mình... Đấy, là bây giờ là mình đã có thể là chat với mọi người, là nó sẽ có hiện mục comment ở dưới này ha. Còn như tài khoản mình chưa được cấp quyền thì nó sẽ không hiện. Thì đây, mình sẽ đăng ký cái tài khoản. Tại sao mình lại phải đăng ký hai tài khoản thì... Để cho các bạn trực quan phân biệt ha, đây là tài khoản đã được cấp quyền. Còn đây là tài khoản chưa được cấp quyền ha, mình sẽ vào cái tài khoản chưa được cấp quyền này. Đây là tài khoản chưa được cấp quyền. Đó, thì mình cũng sẽ vào diễn đàn bất kể cái mục nào ha. Đó, đại một cái đi ha. Một dòng chữ như vậy đồng nghĩa với việc là bạn chưa được cấp quyền, thì bạn bắt buộc bạn phải ở trong cái mục giao lưu cùng thành viên mới. Đây là, đây là khi bạn chưa làm cái, bạn chưa chịu đăng ký ở cái mục thành viên mới, nó vẫn sẽ có một cái nhắc nhở bạn này là chào mừng bạn đến với diễn đàn, bạn đã là thành viên ký danh, bạn có thể xem nhưng mà để sử dụng hết các chức năng bạn phải trở thành thành viên chính thức. Bạch Ngọc Sách đã nhắc nhở rất là nhiều ha. Tức là lúc mình tạo, sau khi ví dụ trong quá trình đấy bạn không để cái bảng cơ nãy ha, bạn ấn vào diễn đàn nó vẫn còn một cái bảng như vậy nữa để cho mọi người vào, thì bắt buộc bạn sẽ ấn vào đây. Đó, để tham gia bạn phải tạo một cái topic là ở chỗ này, là đăng một cái chủ đề mới.
Thì đấy, thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho mọi người là cách đăng ký vào diễn đàn. Còn những cái mục mà khác á, có lẽ để bữa sau mình sẽ làm một video khác để cho cái thời lượng của video này nó ngắn xuống. Chứ mình sợ là video dài quá thì các bạn không muốn coi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp mọi người ở những video sau. Xin cảm ơn.